Alo, chào anh em. Mình mới hoàn thiện được một cái lưỡi ó tròn đẹp quá. Quay cho anh em coi nè. Lưỡi này thì rất là dạy cá nha anh em. Cá cắn cái mình chỉ cần dùng dây lại chút xíu, cái mình thẳng dây ra để cho nó dãy là tự dính nè. Mấy con cá mà nó bay lên mặt nước này kia đồ thì nó gặp lưỡi này thì nó lên đường hết đó. Lưỡi này thì nó cực kỳ lợi hại. Cá nhỏ cá lớn gì nó đều xây vô nó đào hết nha anh em. Mình không bao giờ mình sợ gặp cá lớn đó. Chỉ sợ cá mình không ăn nổi nhái thôi đó. Anh em thấy tròn đều rất đẹp ha. Mũi thì nó tinh nó bén lắm. Ngạnh thì làm đều lắm nha anh em, làm đều sắc sảo lắm, nó dày dặn hai bên như một. Mà cái kiểu câu kéo này nó câu quen rồi, nó rất là phê, rất là đã cho em. Con cái là nó dính cá rồi thì gỡ ra nó hơi khó. Anh em đừng thấy ngạnh gì mà nói gỡ cá nó dễ nha. Có khi là mình phải tháo cả cái đầu này ra đó, tháo cả cái đầu dây này ra nè, để luồn cái lưỡi câu qua luôn, mình bị hoài. Vì cái lưỡi kéo khi mà nó dính vô cá rồi thì nó không có bị bể thịt đó. Thành ra là cái ngạnh này nó giữ cá là tốt. Trên này thì mình khoan lỗ hạt gạo. Ok, anh em nào cần lưỡi ó hoặc là thép dũa liên hệ qua số điện thoại Zalo cho mình ha. Cảm ơn, chào anh em.